Tây Tạng. Và bây giờ bắt đầu hành trình từ Việt Nam về Na Uy nha bà con. Em sẽ review chi tiết chút. Hôm nay chuẩn bị lên đường trở lại Na Uy. Chơi xong rồi. Quá trời hả mấy. Rồi mọi người chuẩn bị bye bye đi về. Chào tạm biệt. Giờ là người ta bắt đầu đi chùa đi chân nè. Mùa này đã vào trong chuẩn bị ra cái gây vừa qua an ninh gặp các vị Tây Tạng đây à. Rồi những quầy bán kẹo bánh rượu rồi xin chào Việt Nam, hẹn gặp lại vào video tiếp theo và hẹn gặp lại Việt Nam vào cái thời gian khác. Là đi ra cái gây 20 đâu đang có phòng thuốc đó kìa à. Gia đình nó vào ghế rồi chuẩn bị go từ Việt Nam, Hồ Chí Minh qua Doha dài 7 tiếng. Mọi người vừa ăn xong chuẩn bị ngủ nha. Tiếp viên đang dọn dẹp xong rồi mọi người sẽ ngủ nha. Sẽ tới Doha. Xem phim, ai không ngủ thì xem phim nha. Nhiều phim hay lắm. Bây giờ mình đã đến Doha rồi. Chuẩn bị chuyển máy bay tiếp tục đi qua Copenhagen. Bây giờ bên này là 4 giờ xa. Ủa, 4 giờ sáng ở Việt Nam. Là bên này khoảng 11 giờ, 12 giờ. 12 giờ tối ở bên Doha. Mọi người vừa đáp xuống giờ đi transfer đi qua cái cây khác. Nguyên cái màn hình bự chậm bạ rồi. Đi tiếp tìm cái cây tiếp tục. Quay trở lại con gấu. Bây giờ mình sẽ đi ngược trở lại bữa CDE gì nè. Hôm bữa mình từ bên kia CDE qua đó. Giờ mình lại cái bảng TV mình coi thử coi cái gây mấy. Đông quá trời đông luôn. Giờ này mà đông hết ớt. Giờ lại coi cái bảng Fly Information.
coi mình gây số mấy là mình đi tới. Rồi luôn vui vẻ luôn. Hamas. Đây là luôn vui vẻ. Louis và Tuân. Giờ mình đi qua chữ C. 39 là cái gây của mình. Gây 39. Vàng. Xứ sở của vàng. Thấy xe đẹp. Chiếc xe đẹp. Đông quá trời đông. Giờ lên đi xe lửa lại cái gây. Mình đi bộ cũng được. Nhưng nó hơi xa. Xe lửa làm S tới. ABC. Bên nào C bên đây nè. À, giờ đi xe lửa lại nha. Dưới đó đó, xuống dưới sơ C39. C39, quẹo phải. Giờ đi ra xe buýt, chở ra máy bay. Tiếng rưỡi nãy giờ ăn là ngủ, ngủ và ăn và chuẩn bị đáp xuống. Vừa bước vô đây cái nhiệt độ lạnh biết, nhiệt độ khác trận giật luôn, quý quýu luôn á. Ở ngoài chỉ có 1 độ. À, giờ đi vô đổi với máy bay đi tiếp về bên mình. Giờ tới đây phải qua cái khu vực mà kiểm tra pass control. Mới vô châu Âu đây. Giờ xếp hàng vô được cái pass cái này qua thôi. Rồi lên chiếc máy bay này. Lên trời hoài lạnh nha, em nghe hơi lạnh cái đầu rồi. Chuyến này nhỏ đâu bự, 4 ghế nha. Tới ba gan rồi. Hơi hoài tiếc không? Lạnh quá trời. Chữ welcome arrival. Xuống lấy hành lý nha. Ê, tới sân bay Bagan rồi nè.
ở ngoài xe đang ủi tiết nữa. Dưới chỗ mà đà lấy vali ra nó cũng có bán đồ mỹ phẩm rượu rồi nè. Nè thì chỗ nè, lấy vali đây nè. Đó. Đó, đang mấy người đang đứng đợi lấy vali nè. Đó, trào lên ra lấy. Rồi, em đã tới thành phố của em. Giờ đợi xe vô đi về nhà. Chúc mọi người xem phim vui vẻ nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đi cái hãng Water này á, thì thật ra nó cũng có nhiều cái phàn nàn. Đi thì không sao mà về thì nó có chuyện ở Việt Nam, còn mấy nước khác thì không có. Cho nên bạn nào mà đi hãng Water mà từ Việt Nam về hãy cân nhắc cái hành lý cái xách tay nha, chỉ cho 7kg thôi. Và mà nó tính chung cái vali xách tay với ba lô là căng chung á, 7kg. Còn tụi mình là có được 2 cái mà nó nói chỉ có 1 thôi. Trong giấy thì nó để là 2 cái. Một cái gửi vô là 30kg, còn 2 cái là cũng như cái xách tay với cái ba lô mà nó nói là không được. Cho nên mình mua vé trong vé có để á, nhưng mà nó nói là chỉ có 7kg thôi, cho nên không có cải được. Và mình phải bỏ lại hết tất cả những cái gì mà bánh, kẹo, trái cây, nguyên cái bộ kinh mà mình tính đem về mình giảng thì cũng không đem về được. Cho nên phải bỏ cho lại, kỳ sau có dịp về thì mua cho lại, gửi vào chứ không còn xách tay nữa. Tại vì cái bộ kinh đó, kinh Hoa Nghiêm nó nặng lắm. Nó chà ba lửa, nó nặng cũng 6-7kg rồi. Mà mình bỏ vừa ở trong cái xách tay thôi, nhưng mà tại nó bắt căng á cho nên phải dục cho lại hết rồi. Thì hơi khó khăn cho mình. Là mình cũng thấy nhiều người đi lắm, tại vì nó chấm mình rồi. Lúc mà mình vô mình căng thì đã hơi bị dư ký. Nhưng mà nó nói phải trả lại cho người nhà đem về, tại mình muốn đem về đây để mình giảng kinh. Nhưng mà không được thôi vậy. Bỏ cho lại hết. Mà mình tại được 2 cái lận nhưng mà nó không chấp nhận. Thì không biết sao các bạn đi hãng này thì cân nhắc. Ghế thì nó không có thoải mái lắm. Ghế hơi chặt. Có 40 mấy cm là ngồi hơi chặt chội lắm. Để tay không có thoải mái. Máy bay thì ở giữa có 3 ghế. Hai bên thì 3 ghế luôn. Cho nên ai đi 4 người thì một người ngồi bên kia. Gia đình của mình đó. Thì mình nói sơ vậy thôi ha. Thôi chúc các bạn nhiều sức khỏe và may mắn nha. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Xe lửa điện này là lên sân bay, còn xe bên đây thì đi ra ngoài phố. Ở ngoài tiết quá chừng. Ai tới Ba Gan thì ra đây nhìn cái này là biết tới Ba Gan nha. Còn ra mà không thấy cái chữ này là biết đi lộn rồi đó. Chữ trên núi á, Bergen. Hôm nay trời nắng đẹp nhưng mà lạnh quý quýu. Ở ngoài 1 độ. Lạnh quá chừng quá trời. Rồi, chạy về nhà luôn. Bây giờ bắt đầu quay về nhà. Đây, sân bay đây.